Các bạn ơi, các em đã lên chưa nhỉ? Chị có một cái phần phát trực tiếp bất ngờ ở trong buổi chiều ngày hôm nay Và chị mong là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này cùng với chị rồi Ok, xin chào các em Xin chào Linh Hiện tại đã có khoảng 100 bạn đang xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi Xin chào Hằng, xin chào em Xin chào Huyền Trang Ngày hôm nay các bạn đã thi xong chưa? Chị thấy là đây đang là cái tầm thi học kỳ 2 của các bạn rồi đúng không? Ok, xin chào Phương Thảo, xin chào em. Các bạn ơi. Các bạn. <laughs> xin chào Phương Thảo. Ừ. Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị nhá. Xin chào Thúy An. Sao lại tạch và tạch thế nào à. Tạch là tạch thế nào Vừa thi đã lại bảo là đã tạch rồi Chết thật Xin chào 200 bạn đang xem phần livestream này À thế à Sáng mai thi văn khảo sát à Các bạn ơi nhiều bạn thi văn học kỳ chưa Các em vào đề gì Các bạn vào đề gì Xin chào Nam Anh Chị chào em rồi nhá Nam Anh nhá Xin chào Hà Linh <laughs> Xin chào Hà Linh, xin chào Lê Hiếu Ôi thế à, trời ơi, cảm ơn Hiếu nhá Gọi là sự động viên dành cho chị à? <laughs> à Chúng mình sẽ cùng đợi khoảng 250 bạn Thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngày hôm nay nhá Nhìn vào đây thì các bạn cũng đã biết là ngày hôm nay Chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về phần gì rồi Chúng ta sẽ cùng nhau đá một tí Bẻ lái một tí sang nghị luận xã hội Bởi vì chị biết là cũng có rất là nhiều bạn đang gặp vấn đề lớn trong việc làm cái câu nghị luận xã hội ở đề thi trung học phổ thông quốc gia. Thế nên là ngày hôm nay chị muốn hướng dẫn cho các bạn một chút, bởi vì biết đâu là các bạn với cái phần hướng dẫn ngày hôm nay của chị thì sẽ giúp ích cho các bạn thì sao, đúng không? Ừ. Và Việt Bắc à? Ôi thế thì đơn giản quá, vào đoạn nào Việt Bắc em? Ôi, vừa đi thi học sinh giỏi về à, Thanh Thảo. Ừ thế thi vào bài đề gì ở à, Thanh Thảo? Áp đề chị xem nào Mới ra Tây Tiến à chứng tỏ năm nay toàn vào thơ à? À, nhân vật phùng Ok, mai thi thử rồi à <laughs> Chị chúc các bạn ngày mai thi thử thật là tốt nhá Rồi, đây lùi chị ơi <laughs> Đoạn gần cuối, à tám cái câu thơ nói về hình tượng người lính Tây Tiến hào hùng hào hoa lãng mạn và bi tráng đúng không? Ok. Rồi, hiện tại đã gần 300 bạn rồi, 300 bạn rồi có lẽ là chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Hello Ngọc Huế, xin chào em. Ngọc Huế, Bắc Ninh thi vào gì em? Để Văn thi vào gì hả em? Ok Hương Ly nha. À mốt em thi rồi à À ok ok À cái đoạn lớp học y tờ Ok rồi Em <laughs> 2K3 <laughs> Xin chào các bạn À ok Rồi các bạn ơi à, Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau nhá à, Chúc Thúy An thi thật là tốt nhá Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau Ừ uhm chị sẽ hướng dẫn các bạn một chút xíu về câu nghị luận xã hội bẻ lái một chút xíu sang nghị luận xã hội và hy vọng là ngày hôm nay các bạn với cái phần này thì có thể giúp ích được cho các em ở trong cái kỳ thi sắp tới này nếu như bạn nào chưa thi này và sẽ giúp ích cho các bạn trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mà sắp tới các bạn sẽ phải tham dự nói chung là cực kỳ căng thẳng đây đúng không ạ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá rồi ok <laughs> à nhắc lại nạn đói tình hình đất nước à trời ơi ok rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá các em sẵn sàng chưa bỏ sách vở ra nào bỏ sách bút ra để ghi xem là có cái gì cần ghi thì ghi lại luôn nào trước tiên thì chị xin giới thiệu với các bạn <laughs> chị có thể để chủ đề like ở tút này không ạ à? à các bạn ơi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn, được không ạ? Chị sẽ lấy cái tờ giấy và quay trở lại cùng với các bạn nhá. Đây ok. Đây rồi. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau bẻ lái một chút xíu sang nghị luận xã hội. Được không nào? Nghị luận xã hội. là cái phần chiếm hai điểm ở trong đề thi đại học đúng không rồi chiếm hai điểm ở trong đề thi đại học phải không ạ và đối với các bạn thì nó giống như là một cái điều gì đấy mà nó vừa dễ nó vừa khó dễ ở chỗ là mình kiểu như là cảm thấy là cái câu đấy nó ít điểm Thế nên mình xử lý nó cũng dễ dàng Và viết một cái đoạn văn thì nó khá là ngắn đấy Nhưng mà khó ở chỗ là gì? Khó ở chỗ là các bạn không biết làm thế nào để có thể được chọn vẹn 2 trên 2 điểm Đây là cái mà bạn nào cũng mong muốn chị tin chắc luôn Đúng không ạ? Thế trước tiên nhá, chị muốn hỏi các bạn là như thế này rồi, trước tiên là chị muốn hỏi các bạn ấy những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải khi mà bắt đầu bắt tay vào viết cái đoạn nghị luận xã hội là những cái vấn đề gì? Trong khi chúng ta sẽ chỉ phải viết một cái đoạn văn khoảng 200 chữ thôi. Tức là đối với bạn nào mà chữ nhỏ ấy, thì thậm chí nó chỉ là 1 phần 2 cái mặt giấy thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà trung bình thì sẽ rơi vào khoảng 2 phần 3 mặt giấy. Và có nhiều bạn kiểu tham lam viết ấy, thì có thể viết tới tận một mặt được không ạ à? vậy thì chúng ta rõ ràng chúng ta nhìn thấy là cái dung lượng của chúng mình ấy nó không hề không hề dài đúng chưa cái dung lượng của chúng mình không hề dài các bạn ạ à? đúng chưa nào rồi à trước tiên này cái vấn đề đầu tiên mà các bạn gặp phải chị đã nhìn thấy ở đây đó là gì đây ạ à? à không biết cách để vào đề không biết cách vào đề gì nữa ạ không biết cách vào đề này. À, tiếp tục này. Sao nữa ạ? À? à lan man, dài dòng, tức là bị quá dung lượng. Đúng không? Lan man dài dòng. Cái này dẫn tới cái trường hợp là kiểu như là bị quá dung lượng ấy. Đúng không ạ? À? Còn gì nữa không? Còn gì nữa? À bị dài quá. Rồi à không biết giải thích ok giải thích không biết luôn không biết nó là cái gì luôn đúng chưa ạ rồi tiếp theo là bị gì nữa lan man kiểu viết dài quá à chị thấy là cái này là cái mà rất là nhiều bạn mắc phải này đúng chưa ạ à không không đi đúng vào trọng tâm và dẫn chứng thì chưa nhiều à có nghĩa là dẫn chứng thì bị nghèo có vẻ như là có những cái dẫn chứng ấy bản thân các em đã sử dụng đi sử dụng lại rất 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 là nhiều lần rồi kiểu như thế đúng không ạ à một cái lỗi nữa mà các bạn cũng rất là thường gặp đó chính là diễn đạt tức là không biết làm thế nào để có thể thuyết phục được người khác kiểu như thế đúng không không biết làm thế nào để có thể thuyết phục được người khác Thì đây cũng là một trong những cái lỗi mà chúng mình thường mắc phải Ok Rồi chị đã thấy rất là nhiều Những cái à, không đúng phong chuẩn luôn Vậy thì có nghĩa là không cả biết phương pháp làm luôn đúng không Quốc Rồi Hà Lớp em rồi trong cuộc sống ngày nay rồi Viết nhiều lan man không đủ ý Sợ không được tròn hai điểm Rồi ok Được rồi chị nhìn thấy là rất là nhiều Những cái vấn đề mà các bạn đã đưa ra ở đây rồi và chị tin là đây không phải là vấn đề của bất cứ một ai mà là bất và vấn đề của tất cả chúng ta ở thời điểm hiện tại. Những bạn nào mà đã viết nghị luận xã hội tốt rồi, giỏi rồi thì chị không nói. Được không ạ? À? Nhưng mà bây giờ thì chị sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn lại về cái phương pháp làm và chị cũng sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái lời khuyên để chúng ta ở giai đoạn này có thể ôn luyện về nghị luận xã hội thật là tốt này và các bạn viết bài thì ít nhất nếu mà chúng mình không được 2 điểm thì chúng mình cũng sẽ được 1,75 điểm này. Đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không chúng ta không gì? Ok không? Rồi, chúng ta không gì ạ? Nếu như mà ấy, chúng ta mà không gọi là được hai điểm ấy Thì chúng mình cũng sẽ được uh, 1,75 điểm Ok chưa? Nhá Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nhau này Đấy là về cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải Bây giờ chị sẽ đưa cho các bạn cái giải pháp Được không ạ? À? Trước tiên là phải đúng đã ôi cảm ơn quỳnh thương hai năm rồi cơ à ôi cảm ơn em nhá bởi vì hai năm rồi vẫn tiếp tục theo dõi chị à, chúc cho quỳnh thương sẽ luôn luôn cố gắng trên chặng đường mà em đã chọn và chị tin là kiểu gì thì em cũng sẽ thành công thôi cố gắng lên nhá cảm ơn em vì đã luôn theo dõi chị rồi các bạn ơi cái giải pháp của chúng mình nhá trước tiên các bạn phải làm đúng cái đã được không ạ à? cái đúng này ấy nó sẽ nằm ở những cái vấn đề như sau trước tiên là xác định đúng vấn đề được không ạ à? xác định vấn đề mà còn sai ấy thì các bạn đừng có mong làm được một cái gì nữa ok chưa rồi tiếp tục này chúng ta sẽ có cái bố cục tức là về cái phương pháp làm đoạn văn nghị luận xã hội chúng ta sẽ có những cái bước chính như sau mà các bạn phải đảm bảo được cho chị tối thiểu những cái bước này được không ạ à? phương pháp làm số 1 Đó là gì ạ? Chị sẽ chia làm bố cục 3 phần nhé Mở đoạn Sẽ có dẫn dắt cộng đặt vấn đề Và hãy nhớ cái này giúp chị Trực tiếp nhé các em nhé Trực tiếp ạ Được không nào? Trực tiếp nhé Ok chưa? hai Thân đoạn này Ngắn gọn thôi Cái này từ 1 cho đến 3 câu là cùng lắm thôi Ok chưa nào? rồi thân đoạn này trước tiên giải thích được chưa đưa ra thông điệp luôn mình định viết là cái gì để cho người ta hiểu luôn ok chưa nào sau khi mà giải thích xong thì các bạn làm gì các bạn phân tích bàn luận được không ạ à? sau khi phân tích bàn luận xong các bạn chứng minh bằng cách đưa ra dẫn chứng thì ở đây các bạn có thể đưa ra một dẫn chứng nhưng các bạn phân tích sâu hoặc các bạn đưa ra khoảng 2 đến 3 dẫn chứng đều được được không ạ à? miễn là chúng ta phải đảm bảo về cái dung lượng và chúng ta lưu ý giúp cho chị là không để bài quá dài và quá lan man và đặc biệt là khi đưa dẫn chứng vào các bạn nên có cái sự phân tích về cái thông điệp mà các bạn đang đưa ra để tạo được cái chiều sâu cho bài viết được không ạ à? sau khi chứng minh xong các bạn có thể được không ạ à? có thể phản đề nhá chị nói là có thể nhá bởi vì ở trong cái ba em điểm của bộ giáo dục những cái năm trước đây thì cái phản đề này cũng không tức là không cụ thể là được cho điểm ấy nên các bạn có thể hoặc là không cần phải phản đề tùy theo các bạn tức là các bạn chỉ đi chứng minh cho cái quan điểm mà các bạn đưa ra thôi được không nào sau đó thì các bạn sẽ liên hệ được chưa các bạn sẽ liên hệ và cuối cùng ba nhỏ phần kết đoạn các bạn sẽ đưa ra một cái thông điệp và hãy nhớ giúp chị, hãy đưa ra một cái thông điệp nó ý nghĩa, nó truyền cảm hứng, truyền động lực để cho người ta đọc xong cái đoạn văn nghị luận xã hội của các bạn ấy, người ta trở thành một tức là cảm giác như người ta có thêm năng lượng vào cuộc sống, người ta có thêm những cái bài học mới và thúc đẩy bản thân mình ngày một ưu tú hơn tốt hơn hay là tránh xa những cái đó ra, kiểu như vậy. Được không nào hiểu chị không ạ? À? Thì đây là những cái ý mà các bạn phải đảm bảo giúp cho chị và hãy nhớ, dung lượng của chúng mình ấy Tối đa thường các bạn sẽ viết ở trong khoảng từ 12 cho tới 20 câu thôi là cùng Nhá 20 câu thôi là cùng Thế thì các bạn phải chia ra cho nó phù hợp Cái nào cần phải viết trọng tâm Hiểu chị không? Nhá Thế nào là ý nghĩa, thế nào là truyền cảm hứng Thì các bạn phải đọc nhiều, các bạn phải tìm hiểu nhiều Các bạn phải tham khảo nhiều Ok chưa ạ? Hiểu chị không nào? Các bạn nhìn vào đây thì các bạn đã biết được là mình cần phải viết những cái ý gì chưa? Được chưa? Các bạn hiểu ý chị muốn nói không? Hai năm mà văn toàn được năm mà Thế thì phải cố gắng lên nha em nhá À ví dụ thử Đây các bạn ơi Chị xin giới thiệu với các bạn một siêu phẩm vừa quay trở lại Cùng với team chị Hiên sau biết bao nhiêu ngày chờ đợi Và nói chung đây cũng là một cái cuốn Mà các bạn ý kiểu đợi lâu lắm rồi ấy Có những bạn mà đã đợi cả hai tuần trời rồi Mà bây giờ mới có được về Và một hai ngày nữa thì các em sẽ sở hữu trong tay thôi Bây giờ chúng ta sẽ cùng bỏ ra Chúng ta sẽ cùng xem xem là ở trong cái cuốn sách này Nhìn này Có một cái câu nói rất là hay Mà chị đã gửi đến các bạn như thế này Ở đằng cuối sách đó là Chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình Các em ơi không biết là không biết là các bạn không biết là các bạn có có tin điều này hay không nhưng bản thân chị nghĩ là đúng quả thực là như vậy chưa có ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả và chị mong rằng là cái giai đoạn này thà rằng để cái giọt mồ hôi của các bạn rơi trên trang giấy còn hơn là cái giọt nước mắt rơi khi mà cầm đề thi lên. Nên là các bạn hãy cố gắng nhá. Được không? Kem hãy cố gắng nhá. Thì đây các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng xem nhá. Ở đây cũng có một cái câu rất là truyền cảm hứng này. Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả phía sau bạn. Được chưa nào? Rồi, thì các bạn hãy lưu ý giúp chị này. Đây, đây là các một số những cái đoạn gợi ý về phần mở bài mà các em có thể làm. Ví dụ nhá. Đây ạ. À, những bài học trong cuộc sống luôn là cơ hội để con người trưởng thành và câu nói chấm chấm là chính là một bài học đắt giá như thế. Ví dụ là như thế. Ok chưa? Hay là đây ạ? À? Được không ạ? À? Trưởng thành là hành trình chúng ta phải chấp nhận đối mặt với những khó khăn, những vấn đề trong cuộc sống. Điều kỳ diệu là sau những bài học đó chúng ta ngày một trở nên cứng cáp. Tôi đã rất ấn tượng với trích dẫn hai chấm đưa ra và bài học tôi nhận được từ đó. Ok chưa ạ? Nhá, ví dụ là như thế thì đấy là những cái cách mở bài mà chị nghĩ là các bạn nên chủ động chuẩn bị trước phòng cái trường hợp là gì? Phòng cái trường hợp là các bạn bị quên. Được không ạ? Phòng cái trường hợp là các bạn bị quên Tức là cái lúc đấy sẽ có cái thời điểm là các bạn cực kỳ là dối luôn Chị chắc chắn với các em luôn Sẽ có cái thời điểm là các em cực kỳ bị dối với cái việc là Trời ơi chỉ có hai câu thôi Tại sao mình không nghĩ ra cái gì thế này Tại sao mình lại không viết được gì thế này Thôi chết mình rồi các thứ ấy Xong rồi tất cả những cái tâm lý nó dồn đẩy như vậy Khiến cho các em run cực kỳ luôn ấy Tại vì sao? Tại vì các bạn cảm giác là thời gian nó cứ trôi 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 Mà các bạn sợ bởi vì các bạn chưa biết được gì Trong khi tất cả mọi người ở xung quanh mình đang viết 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 Và kiểu các bạn cảm thấy cực kỳ sợ hãi Bởi vì bây giờ có ba dòng thôi mà mình cũng không viết ra được Mà mình viết ra rồi mình lại cảm thấy Ôi sao mình viết cái gì nó vớ vẩn thế này Kiểu như thế Thế nên là các bạn phải có một cái sự chuẩn bị như chị đã nói với các bạn là các bạn phải luôn luôn phải có cái phương án dự phòng thì chị nghĩ rằng là những cái mở đoạn như thế này sẽ là cái phương án dự phòng cho các bạn để nếu như mà trong lúc bí quá thì các bạn có thể đưa ra để sử dụng bởi vì nó đúng được không ạ à? có thể là nó chưa ấn tượng với các bạn nhưng mà nó đúng nên là chị mong là các em phải có những cái phương án chuẩn bị cho mình để trong cái trường hợp lúc đấy cái ý tưởng của mình mà chưa được thông suốt thì mình còn có cách để mình ngay lập tức mình viết vào để thời gian nó không bị chết. Còn nếu như mà các bạn cứ để thời gian trôi 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 mà cái bài nghị luận xã hội mà các bạn đã chiếm đến 30 30 đến 40 phút rồi ấy, thì chị cam đoan là cái bài nghị luận văn học các bạn sẽ làm rất dở luôn. Vừa bị tâm lý này, lại vừa bị là kiểu thời gian không có này, đảm bảo viết rất dở luôn nên là các em phải bình tĩnh, hiểu chị chưa? Chuẩn bị các phương án, phương án cuối cùng, phương án 1, phương án 2, phương án 3, chuẩn bị các cái phương án thật là kỹ để vào phát là chiến đấu luôn. Được chưa nào? Nhá. Ok chưa? Rồi thì đấy là cái lời khuyên của chị đối với những cái bạn mà đối với những cái bạn mà kiểu đang kiểu bị khúc mắc ấy, đang kiểu bị bí ở trong cái phần mở đoạn ấy thì các em phải chuẩn bị trước. Thêm một cái nữa mà các bạn cũng phải chuẩn bị trước đấy là gì? Đấy là dẫn chứng được không ạ à? chị đã nói rồi ghi nhớ những dẫn chứng để có thể vận dụng cho nhiều dạng đề đây là một trong những cái mà các bạn nhất định phải làm đừng có lúc nào cũng quay đi quay lại những cái dẫn chứng nó cũ mềm rồi các em phải thay đổi thế trong trường hợp mà nó không viết vào cái bài đấy thì các em định làm thế nào các em đưa ra dẫn chứng kiểu gì các em làm kiểu gì hay là các em viết là lấy tên một người a một người b bừa bãi để đưa vào trong bài viết của mình điều đó thể hiện cái 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 sự hiểu biết của các em nó rỗng tuếch luôn ấy thật sự là như vậy luôn thể hiện cái sự hiểu biết của các bạn rỗng tuếch luôn và đấy là điều mà chị không mong muốn. Thế nên các bạn cũng phải chuẩn bị dẫn chứng được cho các bạn. Được không? Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn Quốc vì đã tiếp tục chia sẻ những cái thông tin hữu ích đến các em năm nay. Hãy chuẩn bị mọi thứ để mình không bị vòng vo. Tiết kiệm thời gian để còn viết cái công nghị luận văn học, dẫn chứng cũng phải chuẩn bị. Thế thì thôi, bây giờ ok là em đã lười rồi. Được không ạ? À? Em đã lười rồi thì em phải chuẩn bị trước ít nhất là 10 đến 20 cái dẫn chứng. 20 nhân vật tiêu biểu, 20 câu chuyện tiêu biểu để vào đấy tôi còn biết, tôi còn biết mà tôi xoay. Ok chưa ạ? Thì ở đây cũng có những cái dẫn chứng để các bạn có thể đưa vào, ví dụ như là Abraham Lincoln này, hay là Walt Disney này, hay là Rowling này, hay là Thomas Edison này, hay là ông gà rán được không ạ? David Sander này, hay là Henry Ford này. Được không ạ? Henry Ford này Được không? Thì các bạn cũng đưa vào hộ chị cái Được chưa? Nhá Em cũng đưa vào hộ chị cái Ok chưa nào? Thêm một cái nữa là Đây, nếu như Nếu như mà cảm thấy là Mình có thêm Đây Nếu như mà có thêm những cái chỗ này Mình biết thêm những cái hay khác Hay là về Covid các kiểu này Ghi vào đây để học luôn một lần ghi là một lần nhớ Được chưa ạ? Một lần ghi thêm là một lần nhớ Ghi những cái dẫn chứng mà mình sưu tầm được vào trong này giúp cho chị Phải học Cái này phải biết Cái này phải hiểu Chứ đừng có đến lúc đấy lại uh, Ở bên cạnh nhà em có anh A Hay là có rất nhiều người thế này Có một vài người thế kia Câu chuyện về anh này anh này Không rõ tên tuổi, không rõ địa chỉ, không rõ gốc khác Dẫn chứng đưa ra Đúng là bịa luôn được không ạ à? các em đừng đừng có mong là qua mặt được thầy cô chị nói thật là như vậy nhá đừng có mong là qua mặt được thầy cô chị nói trước với các em là như thế ghi ra đây nếu như mà sưu tầm được những cái nào hay ho thì ghi ra đây và thêm một cái nữa là học văn chị hiên bây giờ đang tặng tiếp tục tặng những cái dẫn chứng về nghị luận xã hội cho các bạn để gọi là hệ thống lại thông tin cho các bạn được chưa để các bạn sẽ nhìn vào đấy các bạn làm gì nhìn vào đấy các em nắm bắt được những cái ý chính và nếu như mà mình viết thì mình có thể viết vào ok nhá lưu ý giúp chị cái này nhá được chưa rồi thế thì bây giờ chị sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn một cái đề ở trong đây nhá chị sẽ cho các bạn một cái đề ở trong này để xem là chúng ta sẽ cùng làm như thế nào ok chưa ạ Chúng ta sẽ cùng xem là làm như thế nào nhá. Đây ạ. À. Ví dụ đây. Đề số 8 hay thôi đề số 9 đi. Với ước mong là... Uh, đề số 10 đi. Thôi với đề số 8 thôi. Với ước mong là trung bình cộng của chúng mình, điểm văn của tất cả các bạn sẽ là trên 8 điểm. Đây chúng mình sẽ cùng làm đề số 8. Ví dụ như sau ạ. À. Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về trích dẫn Sẽ chẳng hề gì khi bạn đi chậm miễn là đừng dừng lại Được không ạ? À? Đây, chỉ có một cái bài nghị luận xã hội như thế này và chị sẽ bắt đầu phân tích cho các bạn này Trước tiên Trong khoảng thời gian lớp 12 đã có những giây phút tôi nghĩ rằng bản thân sẽ từ bỏ Vì tôi sợ nếu tôi không đỗ được trường đại học mình mong muốn Tôi sẽ không thể vượt qua cú sốc này thật may mắn vì hôm nay tôi đang ngồi ở đây trong phòng thi với tâm thế làm bài thi tốt nhất và đọc được câu nói là châm ngôn soi đường cho tôi trong khoảng thời gian tăng tốc sẽ chẳng hề gì khi bạn đi chậm miễn là đừng dừng lại trời ơi các bạn ơi chị nghĩ là bất cứ ai cũng sẽ bị thuyết phục được không ạ à? bất cứ ai cũng sẽ bị thuyết phục bởi cái cách viết này tại vì sao bởi vì nó đúng là các em luôn ấy các em có biết không như chị đã nói rồi chúng ta phải viết một cái đoạn văn thật chân thành bởi vì nghị luận xã hội ở đây là chúng ta đang đưa ra quan điểm của chính mình về cái vấn đề chúng ta đang nhìn nhận về cái câu chuyện về cái bài học mà các bạn muốn chia sẻ về cái bài học mà các bạn tiếp nhận được và các bạn sẽ tiếp thu nó và truyền tải cái đó đến mọi người như thế nào thế nên chị nghĩ đây là một cái cách rất là hiệu quả để các bạn có thể vào rõ ràng là ở đây bạn ấy không cần sử dụng đến cái phương án cuối cùng bạn ấy đã tự đưa ra được một cái phần dẫn dắt phù hợp vào đây đúng chưa thế đây bắt đầu này bạn ấy tiếp tục này tiếp tục này đối với tôi câu nói đó giống như một lọ thần dược tinh thần đẩy tôi về phía trước không ngừng nỗ lực dạy cho tôi bài học về sự kiên trì để đi đến thành công được không ạ à? rồi cuộc sống của gia đình tôi vốn dĩ khó khăn hơn những người bạn đồng trang lứa về vật chất Biết bao nhiêu công việc, việc đồng áng tôi đều trải qua. Điều đó giúp tôi hiểu rằng mình không có điều kiện để đi nhanh như những người khác. Thế nên mình cần phải có lòng kiên trì, mọi việc nhất định sẽ thành. Đó cũng là lý do trong suốt 12 năm học tôi đều có cho mình những thành tích học tập tốt, những giải thưởng. Tôi đã lớn lên cùng với lòng kiên trì và quyết tâm nhiều như vậy bởi tôi biết rằng chỉ cần mình đi, phía trước nhất định là đường. Tôi đã từng nghe qua câu chuyện về lòng kiên trì của người nổi tiếng và thành công vang dội của họ như tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, tỷ phú Mỹ Bill Gates, huyền thoại bóng rổ Michael Jordan và đặc biệt là câu chuyện ngụ ngôn mang tên Rùa và Thỏ cũng đã giúp cho bản thân tôi càng thêm có ý chí và quyết tâm cho kỳ thi này của mình. Khi chú thỏ cười nhạo, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ là người chiến thắng nên chủ quan, rùa nhỏ chỉ chậm chậm từng bước một, không bỏ cuộc trong hành trình, không bỏ cuộc trong hành trình và cuối cùng vì thói quen kiêu ngạo nên thỏ đã ngủ quên và với lòng kiên trì của mình, rùa đã về đích và giành chiến thắng. Cuộc sống này vốn dĩ luôn công bằng cho những người kiên trì và nỗ lực. Tôi luôn tin vào điều đó, giống như việc tin vào nỗ lực của mình trong suốt 12 năm qua của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Và tôi cũng tin, bạn cũng đang có niềm tin giống tôi đúng không? Hãy luôn khắc ghi bài học này nhé, sẽ chẳng hề gì khi bạn đi chậm, miễn là đừng dừng lại. Ví dụ là như vậy. Chị cảm thấy là đây là một cái bài văn nghị luận xã hội viết theo cái hướng rất là mở. Tức là rõ ràng chúng ta đã cá nhân hóa được cái cái thông điệp này là cái thông điệp mà tôi đã tiếp nhận. Được không ạ? À? đây là cái thông điệp mà tôi đã tiếp nhận và tôi sẽ chia sẻ nó với mọi người tôi đưa cái thông điệp đó đến với bạn để cả hai chúng ta cùng ngày một tốt lên tôi đưa thông điệp đó đến cho bạn để cả hai chúng ta cùng ngày một tiến bộ và đó là cái điều mà chị cảm thấy là rất là ok ở bài viết này dù nó không mang cái tính hàn lâm nó mang không mang cái tính xã hội nó không mang một cái gì đấy nó rộng lớn nó vi mô vĩ mô nhưng ở đây chị lại tìm thấy được một cái sự cá nhân hóa cần thiết, một cái sự chân thành và quả thực là sau khi đọc xong một cái đoạn văn chỉ có 200 chữ như vậy thôi, chị cảm thấy là bản thân mình cũng cần phải nỗ lực. Và đấy là cái thành công mà bạn ấy đã làm được. Được không nào? Ở trong cái cuốn này thì có rất là nhiều những cái bài nghị luận xã hội khác nhau, viết bằng những cái giọng văn khác nhau, có thể là cá nhân hóa, có thể là xã hội hóa, tức là chúng ta đa dạng biến đổi trong từng cái đề bài mà chúng ta tiếp nhận nhưng chúng ta vẫn đảm bảo được những cái ý cần thiết để đảm bảo được việc đúng đã đúng sau đó thì mới hay ok chưa ạ nhá các bạn lưu ý giúp cho chị điều này được không nào thì hãy nhớ giúp cho chị với cái phần phát trực tiếp ngắn ngủi ngày hôm nay thì chị muốn nhắc lại cho các bạn đây là những gì mà các bạn cần phải có được trước tiên hãy học phương pháp đã sau đó luyện tập luyện tập đọc nhiều hơn nghĩ nhiều hơn trải nhiều hơn và ngấm nhiều hơn thì chị tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ viết được những cái bài viết nghị luận xã hội cực kỳ là chân thành, cực kỳ là hay và cực kỳ là chất lượng. Được không ạ? À? Và thêm một cái lời khuyên nữa dành cho các bạn, đó là hãy để cho mình vào khuôn khổ của các em ạ. À. Khuôn khổ là gì? Hãy viết bài nghị luận xã hội trong 15 phút và hãy để gọi là gì ạ? À? Trong cái trang giấy của các em các em cạch luôn ở đây là tôi chỉ được viết đến đây thôi. Ok chưa? là tôi chỉ được viết đến đây thôi Thế thì dần 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 luyện tập một đề chưa được hai đề chưa được Nhưng mà 5 đề sẽ được và 10 đề sẽ được Phải làm các em ạ Không làm thì chúng ta sẽ không vỡ vạc ra được cái gì đâu Phải làm, phải luyện tập Môn văn không phải là môn để các bạn học thuộc Đây là môn học để các bạn trải nghiệm Đây là môn học để các bạn trưởng thành Đây là môn học để các bạn truyền tải những cái thông điệp có ý nghĩa đến với mọi người Được không? Và chị mong là các bạn sẽ cố gắng nỗ lực ở trong cái giai đoạn cuối này 56 57 ngày nữa thôi, không còn nhiều nữa rồi. Các bạn phải cố gắng lên chứ. Đúng không ạ? À? Chị đã nói rồi, vừa giống như cái công nghị luận xã hội chúng ta vừa làm, miễn là em miễn là em đi, em đi chậm cũng được nhưng miễn là em không dừng lại. Thế nên cố gắng lên nhá. Được chưa ạ? À? Tự cho mình vào khuôn khổ đi, viết những cái đề này, luyện tập những cái đề này vào khuôn khổ đi. Ok chưa? Nhá. Hãy lưu ý giúp cho chị điều này và ngày hôm nay rất là cảm ơn các bạn bởi vì đã tham gia vào cái phần phát trực tiếp bất ngờ này của chị khá là ngắn thôi nhưng mà chị tin cũng giúp ích cho các bạn nhiều thứ ít nhất là về cái định hình cho các bạn được chưa nào cố gắng lên nhá chị tin chắc chắn là các em sẽ làm được thôi và xin được nhắc lại với các bạn một cái thông điệp mà chị vẫn thường truyền tải đến các bạn nếu không phải là bây giờ thì là bao giờ thế nên cố gắng lên ngay bây giờ làm đi không phải là bây giờ thì là bao giờ được không ạ à? bây giờ ấy Ai người ai có được niềm tin, ai có được động lực, người đó mới là người chiến thắng. Cố gắng nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều về ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo. Cảm ơn các em nhá. Bye bye.